Mời các bạn xem tiếp bộ truyện Đêm Tình Yêu Và Sát Ý, chấp 5. Bốp. Ê, đau nha anh. Sao anh lại cắn em mạnh thế? Anh chưa từng hôn người khác đúng không? Anh ôn. Nếu có em sẽ giết kẻ đó. Mặc kệ cậu muốn gì ở tôi. Nhưng tôi khuyên cậu nên dừng ở đây thôi, Ta Sâm. Đừng ép tôi phải giết cậu. Em cố gắng cả 10 năm rồi thì sao phải dừng lại chứ? Mặc kệ là tìm người giúp báo thù hay là tìm anh, em vẫn cố gắng kiên trì. Anh nên khen em mới đúng. Cảnh giác, đề phòng. Em sẽ không dừng lại đâu. Điều em muốn không chỉ là tìm thấy anh. Mà em còn hy vọng có thể xây dựng mối quan hệ gần gũi gắn bó với anh. Kiểu quan hệ mà em không rời bỏ anh không rời bỏ em ấy. Nhưng tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với cậu. Em biết, trái tim của anh ôn không tiếp nhận em. Cho nên em phải bắt đầu từ cơ thể anh trước. Hình như anh đã quên đàm phán lúc nãy của chúng ta rồi thì phải. Trong tay em có nhiều con tin lắm đấy. Người. Làm gì? Đây là sân thượng đấy. Muốn làm gì thì vào nhà rồi làm. Sao? Anh sợ bị người dân biết anh ôn một thân một mình có đàn ông à? Tuyến của anh ở đâu? Nghe nói nếu beta hiếm có tuyến thì chúng sẽ nằm ở những nơi khó thấy, như là miệng hoặc ngực. Đẩy, tìm được thì sao? Cậu không thể đánh dấu tôi đâu. Anh quên em có huyết dịch đặc biệt à?
Từ trước tới giờ em dùng áp chế để giết người khác, chưa từng dùng để đánh dấu hoặc thay đổi ai. Vì em chỉ muốn làm vậy với anh thôi. Vừa nghĩ thôi đã thấy thật kích thích phải không? Không chừng anh sẽ có kỳ phát tình vì được em đánh dấu cũng nên. Đường cùng, cậu muốn làm gì với tôi cũng được, nhưng đừng đụng vào tính của tôi. Hiểu chưa? Cổ bên phải, nơi lộ liễu như vậy á? Xem ra hương thơm phát ra từ phía cổ bên phải. Mùi cũng bị hắn dễ dàng ngửi ra. Pheromone là then chốt để mình tồn tại đến tận bây giờ. Nhỡ may bị ảnh hưởng thậm chí có thể sẽ thay đổi, từ đó mất đi át chủ bài phản kháng. Anh lo Tuyến bị ảnh hưởng hơn là bị em đụng vào. Là vì Tuyến của anh có bí mật gì sao? Hay là vì sợ sau khi bị em ảnh hưởng thực sự sẽ có kỳ phát tình? Được, em không đụng vào Tuyến của anh là được. Bây giờ em có thể tiếp tục chạm vào anh chưa? Tùy cậu, dù sao tôi cũng không có quyền lựa chọn. Cũng không thể nói như vậy được. Thực sự em vốn muốn nghe lời anh lắm. Nhưng anh lại chạy mất. Cho nên em mới không muốn nghe lời anh nữa. Cắn,